Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bồ Tát nào xuất hiện trong thời kỳ Phật Pháp tiêu diệt? Trong Kinh Đại Tập, Phật còn nói cho chúng ta biết, nếu như thế chăng không có Phật. Đây là lời giả thiết, nhưng trên thực tế cũng là sự thật. Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni là 12.000 năm. Sau 12.000 năm thì thế gian không còn Phật nữa. Bồ Tát Di Lặc là vị Phật thứ 5 của hiền kiếp sẽ thị hiện thành Phật, thời gian này là rất dài. Trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh, Phật nói cho chúng ta biết, Ngài đến khi nào tái lai vậy? Sau 56 ức vạn năm, hay nói cách khác, 56 ức vạn năm sau khi pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni qua rồi, thế gian này không có Phật trong thời gian rất dài như vậy, phải đợi Phật Di Lặc Hạ Sanh giảng kinh thuyết pháp. Đến lúc này Phật Pháp mới xuất hiện. Cho nên, trong kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Thật là không dễ dàng. Chúng ta thật may mắn có thể sinh vào trong 12.000 năm này, bạn mới gặp được Phật Pháp. Khi không có Phật Pháp, Phật cũng đã nói, thiện sự phụ mẫu, tức thị sự Phật. Thế là chúng ta mới hiểu được, sau khi Phật Pháp ở trong thế gian này bị tiêu diệt, tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni đem việc độ hóa chúng sanh giao cho Bồ Tát Địa Tạng mà không giao cho Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát hay Phổ Hiền Bồ Tát? Những Bồ Tát lớn này Ngài đều không phó thác, duy chỉ phó thác cho Bồ Tát Địa Tạng là có ý gì vậy? Bồ Tát Địa Tạng là đại biểu Hiếu Thân Tôn Sư. Khi thế gian không có Phật Pháp, bạn biết Hiếu Thân Tôn Sư là không khác gì so với việc phụng sự Phật Đà. Đây là nghĩa thú của biểu Pháp, chúng ta cũng nên biết. Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Ha ha ha, 问什么的说